À, tham qua đã rồi. Luôn. Câu hỏi này là một câu hỏi tốt. Đây là một câu hỏi rất là tốt. Cậu hy sinh rồi. Ai tham qua hy sinh rồi. Ô tử tử, cái định mệnh vật nhỏ. Holy Áo tiết đã cháy. Sơ. Vui giờ làm nhiệm vụ đường ta. Ba đứa cháy. No, you can't. Công khai tử hình. Rồi những chết nhiều hơn nãy đúng không? Ủa đau vậy? Ủa. Ủa wow, ok. Ngại quá, ngại quá. Chúng ta không dùng chiến thuật đấy nữa. Đầu tiên là giết hết cái bọn ai đi. Nhất là tầm gần đây cho cháy hết đi. Như ai đã từng nói, một nhân viên. Sir. Rồi, như bạn này nó như bạn Ender nói là giai điệu 3 sẽ xuống đánh đúng không? Đúng không ta? Của chân 4 rồi. Wow, nào thế. Ui, đi đi dính đầu mà. À, thằng đi. Ô, Gary à. À, ok, xin lỗi bạn nhé. Mình quay mắt. Thằng dưới đây thì mình sẽ thoải mái rằng thằng đi còn ở đây. Ai đơn làm việc rồi. Tạo như sợ máy rồi. Tại có 4 nhân viên mạnh nhất dưới này rồi. Sẽ sử dụng con lái gì. Mình sẽ thả đồng chí quân đội ra. Ô không, ô không, ô không. À, khắc phục chứ lộn. À, cho bạn Gip à. Organic. Quân độc đang lại trốn thoát. Hai chân ba xong chưa? Ok, nó giúp ta xong rồi này. Đúng không? Ờ, yeah, xong rồi. Giờ đi mà xong rồi thì xong theo. Giờ cách đơn giản để con này xong là đây, mình có kế hoạch, mình có kế hoạch. Mình sẽ tụ tập tất cả những mấy đứa mạnh nhất ở đây đấy. Ở đây. Còn yếu này cút mình rồi. Mình sẽ sống con này. Mình sẽ để sống con này rồi dùng mấy đứa ở đây sẽ đánh nó. Dùng mấy đứa trên tầng này đánh con này. Còn lại mấy này sẽ đánh Red Hood. Cho Secret tăng Red Hood rồi. Về Secret Red Hood ra ngoài. Siêu tiếp rồi. Thì có vẫn cái AOE sợ thật ấy.
Giờ để sống luôn đây nhỉ, đánh luôn. Giờ mà cho Ney vô là hắn cắn chết luôn rồi. Kệ Mikaela rồi. Là thí Mikaela. Chết là chết. Ác ôn thật ấy. Thôi, tạm biệt anh bạn. Nhanh 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 nhanh, chạy. Tất cả lên đây. Ô, thằng Mikaela còn sống với một giọt máu à. Hay thật ý. Đó đi làm cỏ mà. Đó tính toán sai rồi. Ok đây. Dakota còn sống. Welcome back. Thôi dùng tất cả tập trung ở đây. Chỉ gọi Rubik. Thử gọi nào. Thông tin đúng không? Thử đây. Lạc. Ui, trời ơi. À, lỡ tập trung thấy rồi. Thế hey, ổn định rồi. Chiều thâu chứ. Chắc là chiều chưa. Giờ biết rồi đó. Chết ngay thằng... Thằng đi. Ok, đã xong. À, 36. Đưa đen, sơ. Để xem nào. Secret Town. Hanna sẽ phúc sang chỗ khác. Đó nào nào. Mình có một kế hoạch. Mình không nghĩ đó là quỹ gặp 2 nhưng mà mình có một kế hoạch. Là mình có một kế hoạch, nếu như mình cho bọn này vô trong này đi. Mình để tất cả gì thế mà còn dưới này đánh với Yura sao? Đánh chỉ đại sao? Ok. Để xem rồi, vô đánh mình luôn. Ui 100 máu không được. Đừng mang vô sóc đan mà. Ok, để cho đi ra đợi. Chúng ta sẽ đây Ender rồi. Wait, what the fuck is this? Ow. Ow. Đào. Đợt mãi một nhờ. Cảm ơn tòa hỏa nhá, mà tâm hộ ông Nguyên ra. Ok, đây nào. Hai bộ bay lên cùng nhau đi. Cái an toàn ấy. Còn mấy cái đi lại lẽ vậy. Được nhỉ. Gõ muốn thở luôn rồi. Tiếp theo, chỉ tiếp theo là
cho được Apo solo à? Thử nào. Đây bảo hiểu đang đi là sao. Wow. À, mình sẽ ngồi đây và nhìn. Thôi mình lượn, mình lượn. Đấy, cút đã gai được 900 đa mươi. Từ từ thấy đéo nào con mãi chạy qua. Thôi chơi rồi. Ủa con chim không đánh kìa. Ủa chim đánh đi, sao chim không đánh. Má mình đánh được rồi. Cùng thế. Rồi con bằng bằng. Ủa con này dưới này. Star Star Blue. Blue Star đang ở dưới Vaina. Xa vãi lèo. Rồi con chim là không đánh ai đi chứ. Buồn thế. 1 hour later. Wow. Oh. Ấy, nhìn cô mà ấy tua. Nhưng cô thực sự ưa tôi phải không? Tôi quá vậy. Chưa bao giờ mà trong đời mình nghĩ rằng mình sẽ thấy được Ali đỏ mặt